Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần 2 tiếng lần á. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh, mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được. Thôi. Em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thành Tâm. Hiện tại em đang làm tại bệnh viện học thạch, làm điều dưỡng. Quê em ở Tiền Giang, hiện tại sinh sống làm việc tại Sài Gòn. À, Tiền Giang là huyện nào Tâm? Dạ, huyện Chợ Gạo. À, Chợ Gạo trồng ớt không đúng không? Dạ, trồng thanh long không. Thanh long với ớt không? Huyện Chợ Gạo mà không thấy trồng gạo, trồng thanh long với ớt không à? Thôi, mời nhà gái. Trước tiên em chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh và anh chàng bên cạnh ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng khoa lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp ạ. Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì những con người này rất là tuyệt vời luôn á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Rất là cực khổ, vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế. Mà lo cả đời luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nói luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì hiền, ngoan, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ, và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn của miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. À. Tâm sao Tâm? Ưu điểm, khuyết điểm của Tâm dạ, thế nào? Còn ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc. Bên kia có hơi nóng chút xíu, bên đây rất là nhẹ nhàng, bù trừ cho nhau được á. Có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông, này rung mà sợ nữa. À, nãy giờ có rung không? Dạ có. Mà làm điều dưỡng mấy năm rồi Tâm? Dạ con làm cũng 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ cũng làm được 4 năm rồi chú. Thâm niên bằng nhau. Làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam. Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ. Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm. Tôi gò mò ghê, tôi muốn qua tôi chắc nói. Ăn uống thiếu thốn chút xíu. Dạ. Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không mập hả? Dạ. Đường tình duyên sao nè? Dạ đường tình duyên của con thì có một mối tình, nhưng hồi đó còn sinh viên thì lo chú Tâm đi học không yêu, để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ tụi con quen cũng được 1 năm rưỡi. Năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời? Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào? Còn mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên. Thì em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp, nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất. Con trà xanh hả em? Dạ đúng rồi ạ. thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu, nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của lớp em, nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành, sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Biết quan tâm gia đình, hiểu chuyện, cao ráo, tự tin, có một chút tính vui vẻ để mỗi lần em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn nó hiền sẽ lắm. Dạ, nó vui sẽ hoạt động hơn. Bạn này cao thì chưa, không cao lắm nhưng ráo thì có, giống như gầy gầy vậy đó. Em nóng tính, em thường hay làm gì cho em? À dạ. Quýnh người. Dạ không, em nóng tính em hay cắn lắm anh. Đó hay cắn. Dạ quá. Bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá. Mình nói chắc xíu quách không hả? Dạ. Mẻ răng đó. Trời ơi. Đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao. Đó, coi đi. Bộ rồi. Dạ chào chị Ngọc Lan. Ốm thiệt. Nhìn nó ráo ráo lắm à.
ốm nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Hiền không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không hà? Dạ tại cơ địa của mỗi người đó, chị. Anh ơi, bên này tròn lắm, anh ẵm nổi không anh? Cũng ráng ẵm. Chưa chắc nha, nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó. Không có đùa đâu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi. Vui vẻ, hiền lành, là người phụ nữ của gia đình, lại kính trên nhìn dưới, lại phép trong bà cha mẹ. Cô kia có hơi nóng nóng chút, sợ không? Khổ mà. Dạ, nóng thì con ngồi. Dám nóng như ta không? Nghi nóng nóng là bên kia đâu. Xương. Dạ. Dễ thương quá, nói một cái câu kệ nóng thì con nguội. Nó trong gia đình là phải có người người nóng, người nhịn. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chỉ trừ bên đó thôi. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Phụ nữ không với người lớn. Không lăng nhăng. À, cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi, ngọt. Em quen ai là em chung thủy lắm. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Phụ nữ mà hổn với lăng nhăng thì còn gì nữa trời. Với đừng càm ràm quá nha em. À, càm ràm thì em không có. Anh nguội mà, không sao đâu. Nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc, áp lực với người khác không trút được á. Cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em. Chắc chắn là có càm ràm một chút. Giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm? Tiếng. Trời ơi, cho một tiếng luôn hả? Quá trời hào phóng rồi. Cho tiếng ít đó. Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần 2 tiếng nữa. 2 tiếng cái bên kìa. Sang nào 2 tiếng hồi trang điểm á. Ví dụ lỡ 2 tiếng được không? Dạ được, đợi chút con có sao. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh. Mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị em và anh em. Dạ chào chị, chào anh. Anh đùa kia đó hả? Dạ anh rể. Em xin chào anh Việt Linh và chào chị Ngọc Lan. Tâm ơi, theo anh thấy thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy. Anh thấy hai em cũng rất là hợp. Cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội. Và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được. Dạ em cảm ơn anh. Anh rể mà hai người đồng màu đồng chất quá hả? Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào con chào chú. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn nhắn gửi đến em gái của em là mình thấy bạn nam bên này cũng hiền, cũng dễ thương. Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi. Em gái em rất là thích người miền Nam trong này. Mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á, thì cũng kiểu là cái duyên rồi. Nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi biết đâu được biết đâu được có một cái kết vui ạ. Dạ em cảm ơn chị. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Và ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa rồi, sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội được em gửi về nhà nội cũng được em. Trời, ông hớn hở lắm rồi, muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng dạ, không? Dạ. Này là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Mang tiền về cho vợ, mang ưu phiền về cho mẹ nè. Thôi bây giờ chúng ta mở rào đi, chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi. Mở rào. Chào em. Chào chị. Anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mở rồi, thiệp ra đọc luôn không? Dạ được. Giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo? Dạ, cái con heo là em tuổi con heo nữa. Bạn mỗi tối thì ngủ thấy em. À. Dạ em cũng tuổi con heo, em cũng mê heo dữ lắm. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ. Rồi, dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ. Em cảm ơn. Mở rào ra em thấy làm sao? Thấy anh ốm hơn em tưởng tượng. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương, à, dạ, vui vẻ. Cảm ơn anh ạ.
Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được, em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ, này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á, bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Bây giờ nó Tâm, dạ. Tiến tới nắm tay bạn gái, giao lưu cảm xúc chút xíu. Rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình, trong người mình sao đó mình nói đi. Đến cái chương trình hôm nay á, thì anh dạ. Hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. Để tìm hiểu, nếu được á, thì tiến xa hơn. Cũng thấy tim cơ hội à. Thì em gặp anh em cũng run, nhưng mà mỗi lần em run á thì tay em hơi ra mồ hôi á. Anh có ngại như tay của con gái ra mồ hôi không? Không, không có sao. Em sợ anh nắm anh thấy ướt quá rồi anh lại buông ra đâu. Đây nè, để chị chỉ cho, ví dụ tay bạn gái ra không, lấy một chai một chùi luôn. Không, đó hiện tại thì không có. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe. Tao ẩm thử đúng bạn rồi. Gái có nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới giận, tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ, ẩm vợ đi đẻ. Đâu thử cái coi nào. Ẩm đi thử chị thôi. Hỗ trợ cho. Chị hỗ trợ nha. Ẩm ngang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nổi không? Quay vòng. Nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ẩm đi đẻ được không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng 7 đừng nữa. Nổi không? Rồi, được rồi, về ghế đi các bạn. Rồi, các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mình tặng quà cho các bạn đi. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món cùng nhau để chăm sóc mối tình này nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai với những màu sắc khác nhau. Với hy vọng rằng tất cả các bạn đó sẽ sớm thông báo tin vui cho chúng tôi. Rất vui, rất hạnh phúc của chúng tôi nhận được tin vui là hai bạn đã đăng ký kết hôn. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em Nam làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi, điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở với lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi. Vâng. Mời nhà gái. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người, cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới là nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy ạ. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè.
Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, dạ, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá nên là không có duy trì được lâu. Ừ, rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê thì bạn đó không đồng ý yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học, học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Ừ. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Tình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi! Em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vâng, rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Không có mập. Em chào Quyền Linh xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Ừ, được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định tôi mới nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ, không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Anh em đúng rồi. Keo. Đây để em làm cho. Vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè bây giờ anh cào cào không. Xuống. Đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ em chỉ em không có quan trọng ngoại hình, chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải chung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư hả? Dạ. Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. À, như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Rồi chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là
một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tí anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian ấy, anh suy nghĩ kỹ. À, anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. À, anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Thôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. À? Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. À, quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều, với nhau một phải lần chia thì sẻ được. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tao nói là thì được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái duyên. Bản thân anh đây cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm nay anh không được về quê. Đó, nhưng mà
anh lại nhớ đến quê hương, thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn luôn ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. Hát hay quá à. Thôi em hay gái đi, em gái. Thôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Kệ, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát, là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thăm qua đây, dịu dàng tóc mày. Em quên lời rồi, em xin ớt. Trời ơi, tôi đang lắc tóc cho diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Mày, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy? Đó, mình đứng nghe nghe cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy. Chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Rồi ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm. Đó. Xin phép được mời nhà gái ra trước ạ. Mời nhà trai. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hay bị mù đường, em không biết, em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn.
có người chở luôn. Dạ. Rồi mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ chụp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tánh và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi, thầy thầy dạy học trò cái thầy giận quá, thầy bát học trò luôn. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính là bỏ đi. Trời ơi, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà mãi hết. Tại vì á, là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Yeah. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ, em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình thì là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Về đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi, đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ, trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con, rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ, 76 người. Mà vậy thì thầy cũng khó, bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái coi. À, chào em gái, sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ, thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy thì sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể. Em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? À, anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng, vui vẻ. À, yeah. là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Ừ, nhìn được là anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ hòa đồng. Có luôn. Biết kính trọng người lớn, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Đây là tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em có chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ.
Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm, chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa. Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. À, là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, trở về chứ không có... Rồi thôi rồi, chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà, chứ không đi đâu xa. Đi ra sau giường. À, rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì... Giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang uống vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ rồi. Không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe re. Vậy là vòng 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 có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngay ngay cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà thấy. Một chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Thôi bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. Anh có món quà gửi tặng em. Em có món quà tặng. À, cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có chừng mực, chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng với mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng thì không có vụ mà úp mở mở. Không, nhưng mà dạy nha, dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xa đét, đi ngang thì có, thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy một đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái á là cái mức độ quy định. Thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái á, là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại.
Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp, nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy, tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói cái gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha, rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Đúng quá, dạ. Mình lên quá đúng không? Rồi mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó, rồi để hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời quá dữ luôn, thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt chút buồn đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa, thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3 hết thời gian. Hồi hộp quá, thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa, thanh xuân cũng đã qua rồi, chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt dát thanh xuân và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mà cả Quyền Linh và Ngọc Lan gặt hái được rất là nhiều cái thành công. Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà... Bên mặt nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng với 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Chúng ta sẽ chào đón bạn nữ ra trước nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không, nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ mét 92. Trời ơi 92.
Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ, chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi, chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi chưa làm đạt mai chuẩn cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. không? Có con bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, dài cho hai được nha. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình, hát hay nữa anh. Trời ơi, hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát nghe cái coi. Hát nghe bài coi hả? Đúng rồi. Hay không nè. À, vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con, bắt đầu. Nắng ban mai lung linh, rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen. Đến bên em chân tay cứ run, thế nên em nuôi rùa cũng giống như nuôi anh này, kia khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn giống như anh dân, không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em, là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ tìm yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất là hay, rất là dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không có, bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa cha sắt đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Ừ, tuổi trẻ mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm. Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tôi tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao, chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mất mấy cái cửa. Nhà ngủ giường mấy. Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ gì giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Dạ, trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Trời, cao xong nó 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi nét tấp mô đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao mét 55 ạ. Nhiêu? 1m55 nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng với 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Nhưng mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp cái cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ 3. Cũng 3 khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ 2? 2 năm. Mối thứ 3? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo sao thời gian vậy? Mối thứ 3 nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà 3 mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á. Quen thời học sinh thì đâu có bền. Có mối thứ 2 đâu phải học sinh đâu. Dạ, mối 2 là sinh viên. Sinh viên.
cũng chia tay luôn. Tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như vậy này kia, thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À ổn rồi mới giờ lo kiếm. Cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Mình nói đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ hai của em thì cũng được một năm, do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị, cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần, xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn ạ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ, điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn á hả? Dạ, có bừa bộn không? Dạ nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác, nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu, biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp, nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà, nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Bên nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao. Cũng sợ bị cô tôi lo. Có ông mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sao nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái, nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng xách xách chứ, không dám đứng gần thiệt. Đứng xách vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lồng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau hay không. Thấy cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái em bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn đi. Nghỉ chơi luôn thiệt đó. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Nói chung trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao? Em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không? Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn ạ. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không?
Thường là cuối tuần hay là như thế nào ạ? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, khủng hoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Dạ. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh, từ cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ. Thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Dạ. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau 3-4 năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng 5 tháng nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, những có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi... Thật ra thì cũng có nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới. Đúng người thì em sẽ cưới. Mà quan niệm của em mà có thể quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà chiều cao cho anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được không? Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi. Đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm nhau một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm nhau hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong. Chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được. Chốt hả? Chốt rồi, khỏi nói nữa, chốt. Nắm tay lên này. Chúc mừng. Đó, lại nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tụi quá. Tụi trẻ nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình. Em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác cha bác gái. Hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương. Biết quan tâm chăm sóc gia đình với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh... Anh gì? Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chạc. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Vĩ Linh.
Chúc mừng cặp đôi, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ có duyên có phận và sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. À, là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Ừ, đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy. Tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, xin mời anh. Rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị. Và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971 ạ. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? À. Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng, 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria, rồi cây cối các thứ đó. À, vâng. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3-4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm. Với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy tập thể dục. Đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục chung quanh bờ sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến à. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên á. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kìm được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm á. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái? Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán còn cứu được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bay mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi rồi anh. Dạ, em không đây biết không bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi?
Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? Dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi? Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm đó. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi. Không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai. Không. Dạ em chào anh. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả là do duyên thôi. Để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho cô, nó nhẹ có, nhàng đi. Đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa thì lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao, không biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây, ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, dạ. Đang tao nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát dạ, được hết chưa? Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Rồi bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất. Quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ dạ. lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình. Tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy. Biển Tình. Dạ mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3.
nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Có bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng gì cũng được, tiếng gì cũng được. Dạ tại em chào anh, ấn tượng quá. Dạ hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quyền Linh đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu, mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but... Oh, em... Ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái... Đúng rồi. Cái tiêu chí. Tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7. Được. Đó là... Được chị. Được. Ok, Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nhất trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, không, mà không mập mập. Ốm ốm đó đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Thôi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá, không biết có dễ dạ. ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay anh Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? À, một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ôi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. À, xin đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. À, dạ. Cảm ơn em. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ là cũng không... Em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó, dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không okay. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ.
anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok ok, anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ, mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi anh chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Thương quan trọng là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô, trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha. Bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút được, và mới thử. Hứa là bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn. Nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích, thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm với hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Thôi anh cái gì cũng ok hết trơn. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, thế nào là hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng nó ngay. Dạ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói, giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. Bốn năm không rồi đó. Ừ. Dạ, cẩn thận. Nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về được con. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à? Tại vì chân mặc quần này không đá được. thử ra tới đâu không đá được đá tới đâu. Đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ, hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe phát. Good luôn nè. Khỏe đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm mà. Ủa kỳ vậy anh. Rồi, đứa khỏe, khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Ok, rồi, okay. Làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa em đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không. Rồi, ok. Ổn rồi. Ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Nhà to, sợ ma, ở con mình.
4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á anh. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi lần sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Chào. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm, anh nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà lộ đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh hả? Ừ, đấy. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu, đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây không bấm là tôi bấm. Đây không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha. Dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha.